là món bánh mình đã làm xong, kết cấu thì ăn khá là giống bánh bông lan. Mọi người có thể ăn kèm với phô mai nhé. Mời mọi người cùng ăn món ăn này cùng với gia đình mình nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem hết video hôm nay của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip, những hướng dẫn nấu ăn lần sau nha. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một loại bánh, đó là bánh rán. Bánh rán thì mình có một bánh rán ở đây, một bánh rán pha sẵn. Mình sẽ pha với nước. Người ta có hướng dẫn là mình sẽ pha thêm 120ml. Đầu tiên thì mình sẽ đổ bánh ra bát. Mình sẽ đổ bánh ra một cái bát. Mình sẽ quấy lên. Mùi của cái bột bánh này rất là thơm. Mình sẽ bật bếp lên và cho chảo nóng. Mình sẽ cho bánh vào để rán. Và cái loại bánh này thì mọi người có thể không cần cho dầu ăn. Có thể phết một chút dầu ăn cũng được. Mình sẽ múc vào trong chảo để xin rán. Khi mà mọi người pha bánh đạt đến cái độ sệt như này là được rồi. Khi mà mặt bánh có những cái vết rỗ, những cái bong bóng khí như này thì mình sẽ chờ một lát và sẽ đặt được miếng bánh. Sẽ thử. Cái này là bánh chưa đạt.
dùng một cái thìa. Bánh này là chưa đặt. Mình dán bánh này thì nó sẽ không thơm. Con dọn đi. Màu như này là được, cần được rồi. Kết cấu thì khá là giống bánh bông lan. Cho thêm
khi rán chín thì có mùi rất là thơm và sẽ có vị ngọt nhẹ. Mọi người có thể kẹp cùng với những cái loại hoa quả. Bây giờ thì mình sẽ dán nốt phần còn lại và bày ra đĩa nhé.